trở thành hoàng tử thứ hai của đế quốc Silur. Hệ thống đánh thức đế vương bắt đầu đánh bài trực tiếp, nhận được đen trắng vô thường, 3.000 vệ binh hoàng gia và các nhân vật thần thoại thượng cổ khác nhau. Gia tộc Tyrannosaurus sẽ mãi mãi đầu hàng ta sao? Gia tộc Tyrannosaurus sẽ luôn trung thành với bệ hạ. Được rồi, tôi đi rồi. Cảm ơn sự hiếu khách của tù trưởng. Xin kính thưa bệ hạ. Mấy ngày không ăn cơm, chắc là họ cũng đói rồi. Lấy hai cái xương cho chúng gặm đi. Dù sao thì các bạn cũng là anh cô em. Cô làm thế với em trai cô có thích hợp không? Chị ơi, chị chỉ biết em là một võ phu, nhưng không biết tôi cũng là người văn hóa. Sao tôi không làm cho anh một bài thơ? Mê mờ nấu đậu đốt đậu, đậu khóc trong ẩm đun nước, vốn là cùng một gốc. Trên sao quả vôi, cùng gốc và thái cực quyền. Nếu người biết đạo lý này, vậy tại sao anh lại làm thế? Sao tôi lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với họ như vậy? Chị ơi, chị nên hỏi họ đã làm gì. Tôi mất tích 10 năm trước. Chuyện này ở thành phố Tân La ồn ào quá. Nhưng không ai biết tôi không mất tích, mà là bị người ta giết hại. Giết hại con đường của ta cũng không phải là người khác. Đó là Devasi và Dembit. Nếu không tôi có lý do gì để không xuất hiện trong 10 năm? Có lý do gì để đối phó với họ ngay khi họ trở về? Lại gì? Nguyên nhân là gì? Mọi thứ hôm nay đều là do họ tự tìm. Đi thôi, đi đến thành đô. Sẽ phát triển không tốt, sẽ phát triển xảy ra chuyện. Có chuyện gì mà hoảng loạn vậy? Không biết, làm thợ rèn, điều hư ảo nhất là hai đứa con mới. Bệ hạ tới rồi, đến với chúng tôi. Bệ hạ đến rồi. Bạn phát hiện máy chủ vào khu vực 4 sao công đoàn thợ rèn. Xin hỏi máy chủ có đánh thẻ ở đây không? Đấm thẻ chúc mừng chủ nhà đánh thẻ thành công công đoàn thợ rèn khu vực 4 sao. Chúc mừng người dẫn chương trình. Bạn sẽ nhận được phần thưởng sau đây. Phần thưởng cho nụ cười của cặp vợ chồng Mạc Gia Hài võ hồn hoàng kiếm hiệt thú vị. Phần thưởng lần này là 2. Hơn nữa một trong số đó là võ hồn. Như vậy không phải ta đã trở thành song sinh võ hồn. Hiện nay đại lục có song sinh võ hồn không phải là so sánh một so đông và đứng bắt đầu từ sao? Hôm nay, chủ nhân của võ hồn song sinh này phải thêm vào là ta đều thiên lễ. Kiểm tra thông tin của hai vợ chồng khiết tử Maxi. Tên cản tường võ hồn rèn búa cung điện hồi lực cấp 88 vòng hồn phối hợp với hai hoàng lương tử 4 hắc thợ rèn cấp bậc trí cao thần tướng. Tên Mạc Ngôn võ hồn rèn búa mẹ hồi lực cấp 88 vòng văn phối hợp với hai màu vàng hai màu tím 4 màu đen thợ rèn cấp bậc trí cao thần tướng. Vị thần tối cao, cái gì vậy? Phân loại thợ rèn tổng cộng 7 cái. Ta nhớ bên trong không có trí cao thần tướng. Thiên chúa tối cao sẽ nói một cách đơn giản. Thần tối cao sẽ là thợ rèn giỏi nhất. Trước mặt đấng tối cao, đừng nói một cái hai thần tướng. Ngay cả 180 vị thần tướng cũng không đủ để xem. 180 vị thần tướng cũng không địch được một vị thần trí mà cao. Mà hệ thống này trực tiếp cho tôi hai cái. Nếu là bồi dưỡng tốt cản tướng Mạc Gia, vậy đấu la đại lục nói không chừng có thể trước mấy ngàn năm tiến vào thời đại phát triển tốc độ cao của hồn mà đảo mà đấu khải hơi cũng có thể chế tạo trước 10.000 năm. Móng tay có thể được chế tạo trước 20.000 năm. Nếu mạnh dạn hơn, trực tiếp tiến vào thời đại liên xào trước 30.000 năm. Hệ thống kiểm tra hoàng đế kiếm hiệp thông tin tên hoàng đế kiếm hiệp bình khí võ hồn giới thiệu hoàng đế kiếm hiệp thần mưa kiếm. Hiên viên kiếm thiên phượng kiếm, thuần quân kiếm xích kiếm, thanh kiếm rồng, ứng thiên kiếm và nhân vương kiếm chín thanh bảo kiếm tuyệt thế. Chất lượng của mỗi thanh bảo kiếm sẽ được cải thiện theo sự gia tăng sức mạnh của vật chủ. Nếu ngày khác vật chủ thành thần, vậy chín thanh kiếm này yếu nhất cũng sẽ là cấp độ thần khí. Mưa tương ứng với mưa lớn, hiên viên tương ứng với hoàng đế nhân tổ, quân thuần tương ứng với vua Việt, thiên phượng tương ứng với nữ hoàng võ tắc thiên là tương ứng với hàn cao tổ Lưu Bang Thái. Tương ứng là Thủy Hoàng đế Chính Long Nguyên, tương ứng là Đường Cao tổ Lý Uyên ứng, bạn tương ứng là Minh Thái tổ Trung Nguyên Chương. Vua Si Hy Dâu tương ứng với Đại Thương Vương quốc đế Hưng. Cửu Si kiếm đều có quan hệ không thể thoát khỏi với hoàng đế triều đại. Vậy thì có vẻ như vậy, ta Đái Thiên Lý chẳng phải là muốn trở thành thiên cổ nhất đế thống nhất đại lục đấu la sao?